Ồ quá nè. Dạ dạ rồi. Tắt máy luôn. Mới bị nhắc nhở xong nha mọi người. Nhìn anh đó cái dáng giống hình sự quá. Bây giờ mình sẽ xào chẻ dùng cái đường nhỏ cho mọi người coi nè. Con này nó thật sự bự luôn nè. Nó rất bự luôn. Dư cả tỷ mới mua xe này. Dư 1 tỷ ra để chơi xe hãy mua con này. À, tóm tắt sơ vậy thôi. Gỡ kính ra rồi bây giờ mời mọi người coi Biron nha. Hello mọi người. Rồi, chào mừng mọi người trở lại với kênh của Vương Hay Mô Tô nha. Hôm nay mình sẽ test drive một con xe, cũng có thể gọi là một con siêu mô tô. Và cũng được mệnh danh là một con quái vật của nhà Ducati ha. Con mẫu xe đến từ Ý và cũng là một cái con xe mình rất là thích. Mình thích từ cái lúc mà nó ra cái mẫu cũ ha, bắt đầu mẫu cũ. Và khi mà cái gen thứ hai hay là như là next gen của nó ha, là một trong cái mẫu xe mà mình rất là trông chờ. Và mình rất hiểu về cái dòng xe này nha mọi người. Từ cái máy cũ qua máy mới ha. Thì cái máy cũ của nó là Ducati Triumphator 1098 và 1098S. Và có bản 848 nha mọi người. Thì hồi xưa nó là hai máy ha. Thì bây giờ nó chuyển qua thành 4 máy rồi mọi người ha. Đây 4 máy nha, máy vi nha mọi người. Cái máy nó hơi chằng chịt với nhau xíu nha. Đây, đây ha. Nó chết chút xíu nha, chữ vi nó chết chút xíu ha mọi người. Cái con xe này là một cái con xe nó rất là mạnh. Và nó là một cái mẫu xe mà nó thiết kế ra nhiều hãng khác phải nhìn vào đó và bắt chước nha mọi người. Mẫu xe làm rất đẹp, rất là tuyệt vời luôn. Rồi nói về độ đẹp thì anh em có thể nhìn qua hình ảnh rồi ha. Thì hôm nay Vương Khang sẽ lái em này và cảm nhận cũng như là chia sẻ đến mọi người những cái gì hay của cái dòng xe chiến binh đường phố này. Màu đen đẹp quá mọi người, thật sự luôn á. Màu đen này á, nó bị cái là nó sẽ hơi dơ chút xíu nha mọi người. Nó hơi dơ chút xíu nha. Trước mắt anh em có thể thấy được là cái dàn áo màu đen và các họa tiết của nó đều là màu đen hết luôn nha. Và phiên bản này nó không phải là phiên bản Total Black ha, Racing Pro, hồi mình nói cái đó sau. Bản này là một cái phiên bản màu đen bình thường thôi. Và hiện tại các họa tiết màu bạc của nó đã được anode và bắt đầu nhuộm lại màu đen ha mọi người. Như cái trợ lực này nó màu bạc nè. Thì sau một khoảng thời gian sử dụng thì nó đã bị chóc nha ha. Khang đang để chế độ drift nha mọi người. Nhẹ nhàng thôi. Xe này trong cái hẻm nhỏ thật sự ngại quá mọi người ơi, nó quá ồn luôn á. Bây giờ là tầm 1 giờ trưa nữa ha, mà công việc mà bắt buộc phải chạy thôi. Nãy giờ mình dắt bộ trong mấy cái hẻm nhỏ hai lần rồi đó mọi người, tại thấy có mấy người già ngồi ngoài trước cửa. Nhưng mà chạy nghe phấn khích thật. Khó chịu thiệt.
hả? Dạ dạ nói. Tắt máy luôn. Ngại quá mọi người. Thật sự luôn á. Mới bị nhắc nhở xong nha mọi người. Nhìn anh đó cái dáng giống hình sự quá. Đó 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 đó. Mọi người đã cảm nhận được cái ga của nó khi mình lái nha mọi người. Mình lái là nó thật chất luôn nha. Đây nó đang rất là giật luôn nè mọi người ha. Đang rất là giật ở số 3 nè ha. Rồi mình về số 2 lại nè. Nó cực kỳ giật luôn. Và cái con xe này á, nó đang bị một cái gọi là hơi hụp nha. Tại vì do nó đã map rồi. Thì khi hồi nãy mình mở cái đồng hồ lên á, nó sẽ có cái chữ Racing Pro ha. Thì có nghĩa là cái con xe này nó đã map rồi. Và map vô cái bô nào thì theo mình nghĩ nó không phải là vô cái bô Moto 3 này ha. Hồi trước là nó đi cái bô hình như là Arabovic hay gì đó. Thì gỡ ra và map vô cái bô này ha mọi người. Gắn vô bô này thì nó không tương thích. Lượng hơi nó ra hơi nhiều và nó dẫn tới cái dừng là nó hơi hụp ha. Nó mạnh quá mọi người. Nó rất là mạnh. Mặc dù là nãy giờ Khang chỉ để chế độ Drift thôi nha. Mình để mới nãy giờ mình nói chỉ để chế độ Drift thôi nha. Bây giờ mình để qua Sport thử nè. Để mình cảm nhận cái ga cho mọi người coi thử ha. Đây đèn đỏ nha. Cái độ nhảy ga nó tăng lên nhiều rồi mọi người. Đó. Thắng thì rất nhảy nha. Cực kỳ nhảy luôn. Mình mới vừa chạy nha, cái lớp nó chưa có nóng á và đường nó đang mưa nó ẩm 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 như nào mọi người, thì cái lớp nó không nóng lên được á. Khi mà mọi người ôm cua nó sẽ bị ảnh hưởng mà nó sẽ bị một chút nào đó là nó không ăn đường nha mọi người ha. Rồi cái kỹ năng vẫn là quan trọng nhất, nhưng mà mình cũng phải hiểu biết về cái địa lý cũng như là cái kết cấu của cái lớp nha mọi người. Nó phải nóng lên thì nó mới ôm được ha. Cứ thấy mấy cái hầm này nè mọi người là mình chui vô ngay nha. Chui vô để cho ra cái âm thanh nó sống động hơn ha. Và nó vang trời nha. Giờ thì tại giờ buổi trưa mình cũng hạn chế để vào đó có nhiều người vô gia cư đang ngủ trưa ở trong mọi người. Nên mình đánh ra đường này khá lanh mọi người, xe khá lanh. Xe rất lanh luôn.
quá. Sáng giờ Sài Gòn mưa phùn mọi người ơi, là mình nhớ Hà Nội quá. Nhớ những cái chuyến công tác ở Hà Nội ha, và giao xe mưa phùn hết nguyên ngày luôn, nhưng mà khách vẫn tới bắt tay và ôm thấm thía và mời lại ở lại uống rượu ha. Lâu lắm rồi mình không có ra 131 Nghi Tàm, là cái địa điểm giao dịch của mình với lại anh Viện Mô Tô ha. Ở Nghi Tàm thì anh em ở ngoài miền Bắc á, thì có giao dịch xe với Vương Nghe Mô Tô á, thì cứ tự tin ha, tại vì mình có điểm giao dịch ở ngoài đó và có anh em support mọi người ở ngoài đó luôn. Ăn nguyên cái bữa rồi thôi, mình xin phép mình đi đường tắt về bên chi nhánh gần nhất của mình ha. Thì hiện tại ở đây là cái chi nhánh 123 Hoàng Thụ, chi nhánh mới ha. Quẹo này để là tới ha. Bây giờ mình sẽ xào chẻ dùng cái đường nhỏ cho mọi người coi nè. Con này nó thật sự bự mọi người, nó rất bự luôn. Cảm giác nó hơi bí hơi nên mình phải cho nó ra hơi chút xíu mọi người. Lái một con chiến binh đường phố nè, 1100cc nha mọi người. Có thể nói đây là cái con naked mạnh nhất thị trường hiện tại bây giờ nha. Hên quá, không bị mắc mưa mọi người ơi. Vào tới nhà mình rồi thì mình tha hồ nẹt ha mọi người. Nhất là chỗ này rộng rãi nữa. Wow. Cái cảm giác sao ta? Sướng nhưng mà vẫn hơi hồi hộp cho mọi người, hơi hồi hộp chút xíu. Con này nó hơi bự và cái ga của nó và cái máy hiện tại của nó mình đang cảm nhận là nó không được smooth cho nó lắm ha. Mình biết Ducati là khi mà kéo dặn thì nó sẽ ra một cái cảm giác là vừa phấn khích mà nó vừa hồi hộp nữa, mình biết cái điều đó. Nhưng mà hôm nay mình chạy này nãy giờ cái tay mình nó cũng hơi rung nha mọi người. Nếu so sánh với lại cái con Yamaha R1 máy Rodland vừa rồi mình đi dán Sport và con Ducati V4 này ha, thì mình cảm nhận được á là cái Yamaha nó đi cái độ rung của xe nó triệt để hết luôn mọi người. Cái này nó vẫn hơi rung nha mọi người. Mọi người kéo là có thể là mọi người bị rung tay chút xíu á, nhất là đi tour nha. Chiến binh đường phố đỉnh cao. Hên quá không bị mưa, ướt hết xe nha mọi người. Ướt mình không sao hết, ướt xe mình mới sợ ha. Đúng, cảm nhận đầu tiên của mình so với lại Panigale thì mình cảm thấy Street Racer á nó lanh hơn, nó nhẹ hơn. Còn cái độ mạnh đó mình chưa cảm nhận hết được. Tại thì thật ra con này nó đang là 205 con ngựa trên cái Street Fighter ha. Còn con này thì 213. Thì cái đó mình chưa cảm nhận được quá nhiều à, tại vì mình cảm thấy nó là quá mạnh rồi. Và cái độ nhẹ thì con này nó chỉ có 178kg thôi mọi người. Nó đâu đó khoảng dưới 180kg ha. Còn con này tới 200+ kg lận, nó thua khoảng 20kg. Thì cái con này mình cảm thấy là nó nhẹ nhàng hơn, nó chặt cua cũng như là cái thế ngồi nó sẽ mang lại cái cảm giác thoải mái, êm ái hơn ha mọi người. Trời ơi, Street Fighter này nhiều năm trước thì mình đã chạy nó từ cái lúc mà nó mới vừa ra mắt rồi ha. Và mình cũng có những cái tour mini với nó rồi. Nhưng mà hôm nay mình lái lại á thì là mình lại có một cái xúc cảm nó khác ha. Mình cảm nhận nó như là một cái con quái vật, đúng nghĩa quái vật. Từ mấy bữa nay là mình bắt đầu mình review xe nhiều mọi người, mình chạy nhiều và mình test drive nhiều thì mình mới cảm nhận được cái con xe này là một cái con xe đáng đồng tiền bát gạo mọi người. Nếu mọi người đang tìm kiếm và đang muốn sở hữu một cái con xe naked để đi phố hàng ngày á, thì mình nghĩ con này mọi người cần đòi hỏi cái skill của mọi người và cái sự hiểu biết. Mọi người hãy nên mua con này nha. Không nên mua con này nếu mà thích mô tô quá, ga bụp cái mua con này chưa nên đâu mọi người. Cũng cùng phân khúc với con này, mọi người có thể lựa chọn một con Bimdux S1000R ha, đời cao hoặc là đời thấp cũng được. Nó đâu đó khoảng 300-400 ha. Còn cái con này nó mạnh mẽ quá, nó dữ tợn quá mọi người. Và khi mà ngồi cái con Bimdux S1000R á, naked á, mọi người sẽ không thấy sợ, mọi người sẽ cảm nhận được cái sự an toàn khi lái nó ha. Hồi nãy mình đã test cho mọi người coi rồi, một là chế độ street ha,
Rồi qua mình qua chế độ Sport và chế độ cuối cùng đó là chế độ Ray, nãy giờ mình chưa mở. Thì hồi nữa mình xin phép mở chế độ Ray lên ở đề máy ở cuối video. Mới chỉ là chế độ Street thôi, với lại Sport thôi nha. Mình đã chạy rồi mình đã cảm thấy mình sợ rồi. Nhưng mà đối với mình chạy á, là mình phải để chế độ Sport mình mới cảm nhận được là cái tiếng bô nó phê như thế nào, nó đủ cái hơi ha mọi người. Rồi thôi, đó là cái cảm nhận lái thôi. Còn về cái độ mạnh thì mình nói thật sự là nó quá mạnh rồi mọi người. Nó là một con chùm naked hiện tại bây giờ ha. Kể cả S1000R bản M á thì cũng phải e dè nó mọi người. 205 horsepower, nó đỉnh cao. Còn cái torque của nó mọi người, cái torque của nó dặn phê cực kỳ luôn mọi người. Dặn là có ha, phê thật sự. Rồi thôi mình sâu chuỗi vô cái mẫu xe này của mình. Thì xe thì rất là nhiều anh em review rồi. Mẫu này chắc vài năm nay là chắc anh em coi cũng nát nước clip hết rồi. Mình sẽ kiếm cái gì hay hay ở cái xe này mình review cho mọi người coi nha. Trước mắt là thấy nhẹ ha, dễ dắt. Cũng như là cái body của nó mọi người, nó vừa muscle mà nó vừa có một chút gì đó sexy nữa. Cái đuôi đèn á mọi người, mọi người sẽ bấu víu ở đây nha. Mình sẽ bấu víu ở đây, nó cũng là cái chỗ để mình nắm dắt ha. Chứ ở trên đây là không có nha mọi người. Ở trên đây cầm thì nó sẽ không có thế lắm ha. Mình bấu ở đây thì nó mình cảm nhận là nó ok hơn. Và nhớ là nghiêng về mình chút xíu nha mọi người, nghiêng về mình xíu nha. Hồi nãy là mình cái quay cái góc bên kia ha, còn cái góc bên này thì nó mới là đúng cái chất zin của nó nè. Cái xe này mặc định của nó là màu đen và những cái họa tiết này của nó là màu đồng và màu xám, nó phối với nhau ha. Và xe hiện tại đã được customize full black. Nhưng tại sao cái phần này nó lại là phần màu này ha? Thì đây là một cái cụm. Đợt trước đó là khách của mình đã lên bộ nồi khô. Bộ nồi khô nó phải ở đây không đâu mọi người. Và nó nguyên cái khúc cầm bao ở đây luôn ha. Mọi người thay cái đó ra ha. Thì nó là màu đen và đỏ của Ducabay. Đen đỏ, nó phối vô rất là đẹp. Và nghe cái tiếng lạch cạch ha. Cái bộ đó đâu đó anh Bảo là chủ xe này trước đó gắn nó khoảng 100 triệu ha mọi người. Bây giờ về zin này, mình đang phân vân là không biết là có nên sơn cái này lại màu đen hay không, hoặc là xả cái mặt bên kia lại màu đồng hay không. Thì cái này mình đang cần ý kiến của anh em ha. Anh em thấy cái nào đẹp, anh em có thể tư vấn cho mình cũng như là góp ý cho Vương Khang ha. Mình đang tính là để lại cái màu này luôn, tại cái này là màu lock zin nè mọi người. Còn bên đây nè mọi người, mình muốn sơn lại là cái màu, một là màu đồng, hai là để màu này ha. Đó, nếu mà full black thì nó chê ra full black luôn. Đó, thắc mắc thêm cái này nữa là cái xe này, cái phục trước của bản S mà nó là Olin. Mọi người nghĩ ơi, phục này là phục gì? Phục Olin này là không có mã nào trên thị trường luôn nha mọi người. Không có cái phục Olin nào mà nó có cái màu nó carbon mà nó dày dày, nó mập mập như vậy ha. Bây giờ em lưu qua đây cho khách coi, là anh em coi là dễ hiểu nè. Đây cái phục Olin zin của họ nè mọi người. Đây Olin ha. Cái phục bên này sao? Nó rất là dày, nó rất là mập. Và cái ti của nó thì sao? Cái ti nó lại màu khác mọi người. Cái chân phục thì giống vậy ha. Đây, chân phục ở đây cũng giống ha. Đó, có nghĩa là cái ti nó màu này. Cái ti màu này nó đã được nhuộm nhuộm nha mọi người. Đó, thành một cái màu gọi là cái màu titanium. Đấy là nó màu full hết rồi mọi người. Mà khi mọi người nhúng bắt đầu nó sẽ bị đổi màu ha, nó sẽ bị chuyển đổi màu nè mọi người. Đó, từ từ thì nó thành là cái màu như vậy ha. Rồi cái thứ hai đó, đây là cái phuộc Olin và được ốp carbon vào ha. Được ốp carbon vào mọi người. Có nghĩa là ốp vào hết luôn chứ không có lại là thay kết cấu của cái phuộc ha. Và khi mọi người gỡ cái này ra thì ở trong nó vẫn là phuộc Olin màu đỏ, màu vàng giống vậy. Khả năng cao theo cái kinh nghiệm của mình, nếu mình gỡ cái đó ra, khả năng cao nó sẽ bị dính keo và nó sẽ bị chóc đi một chút gì đó cái màu vàng đẹp đặc trưng của Olin ha. Thì khả năng cao là về có thể là phải anod lại ha. Đó, nó đã màu đen hết vậy rồi nên mình đang rất lăn tăn, mình muốn sơn cái này lại màu đen luôn là nó đẹp ngay ha. Rồi ở trên đây là những cái họa tiết ở trên đây thường là màu bạc nè ha. Thì cũng đã sơn và anod lại màu đen hết rồi mọi người ha. Màu đen hết rồi, cả cái trợ lực Olin này cũng là màu đen. Anh Bảo phải gọi là anh Bảo All Black ha. Anh rất là thích màu đen. Kể cả cái con Ducati V4 Panigale mà vừa rồi mình bán nhảnh, anh về cũng màu đen full hết luôn. Và anh gửi cho anh Bu Kim cũng lên full tất tần tật màu đen hết luôn. Cái gì mà đổi thành màu đen được là anh đổi hết luôn mọi người. Kể cả phải rã máy ra để lấy một cái chi tiết nhỏ để sơn thành màu đen anh cũng làm luôn ha. Cái điều mà chắc anh em thích nhất ở cái xe này và đang mong chờ mình nói nhất đó là cái bô đúng không? Moto 3 ha. Moto 3 lên ngôi quá mọi người. Lớn quá mọi người ơi. Đi mà nhiều khi mình ngại luôn á. Thật sự là ngại luôn. Nãy test drive cho mọi người có vài khúc mình phải dắt bộ ha. Mình phải dắt bộ qua những cái khúc mà đường nó quá nhỏ ha. Quá nhỏ nên đâm ra là mình nên dắt bộ qua, tại có mấy người già. Cái bô này nếu mà đi ngang qua làm cho những cái người lớn tuổi ta mệt tim mọi người. Ở mình đây mình đề lên mà không biết đề lên cái là mình cũng nhói tim luôn á, mệt mỏi luôn á.
Moto 3 với là một cái khúc cổ slip on thôi cả nhà. Cái này slip on thôi nha. Đây. Đây cái khúc của nó nè. Đó nó ngoằn ngoèo vậy và nó vô đây là cái phần cổ zin ha. Nhìn chóng mặt luôn ha. Chóng mặt luôn mọi người. 1 nè, 2 2 nè. Nối vô đây bắt đầu ra thành 4 ha. Có nghĩa là nó nối dần dần ra thành 4 mọi người. Tại 4 máy mà ha, con này 4 máy. Thêm một cái nữa là cái mặt sau của cái xe này. Đây. Đây. Nói này cho mọi người dễ hiểu. Đây cái phục sau Olin nè mọi người. Đây cái phục sau Olin đây. Nó đã bị dốc rồi đây. Đó mọi người thấy không? Đây là cái lớp carbon của nó thôi ha. Còn cái phục trong này nó vẫn là cái phục sau TTX của Olin ha. Đó thì mình bọc cái carbon này nó cũng tương tự như Vinh đây. Đây là cái lớp carbon đó nè mọi người. Mọi người thấy không? Rất là dày ha. Thì đã uống là vậy mà một thời gian đi thì nó sẽ bị ha. Cái này phương án rất là dễ, chỉ cần lấy một cái dây rút hoặc là mình dán keo là rút sát lại. Đây, đó, technology ha. Inside. Đó, dán vô vậy thì nó sẽ thành một cái phuộc Olin coi như là độc nhất vô nhị ha. Xe này trước đó đã full option, full đồ chơi, tất tần tật luôn rồi. Wow. Và hiện tại đã xuống đồ một ít. Về Vương Khang sẽ trước tiên là gỡ cặp kính ra ha, gỡ cặp kính này ra cho nó thành một cái dáng gọi là một chiến binh sẵn sàng chiến đấu ha mọi người. Mình gỡ cặp kính ra, mình sẽ lên full hình sau cho mọi người. Xe vừa về thôi, còn hơi dơ. Và mình sẽ rửa lại, mình sẽ review chi tiết sau. Bây giờ mình sẽ tặng cho anh em tiến bộ Arabubic Moto 3 trên Street Fighter 1001cc V4S. Từ Sport nha, bây giờ sang Gray nha. Rồi, ok. Khi bé này cất tiếng khóc lên á thì tất cả cái bé này ha phải e dè mọi người. Kể cả Kawasaki H2 của mình luôn nha. Cái bộ Moto3 này nó nổ kinh khủng quá. Phải gọi là cái sự nổ mà coi như là khủng khiếp luôn á. Nếu mà Moto3 này mà gắn vô Panigale V4S thì sao nhỉ? Anh em có boss hay không? Nếu mà boss đi, mình sẽ gắn vô con Panigale này để máy cho anh em nghe thử nha. Mới gỡ cặp kính ra nha mọi người. Nhìn nó quậu lên hẳn luôn ha. Còn cái đuôi, phần đầu nó đẹp rồi, phần đuôi cũng không kém phần đẹp đúng không mọi người. Đối với MV Gesta ở Aprilia thì cái đuôi mình cảm giác nó nhìn cái chữ M mọi người. Còn cái này nó theo cái vòng cung ha. Cái vòng cung nó đẹp hơn. Đồ chơi nhiều lắm mọi người. Mọi người nhìn vô trong cái cụm này thôi á mà nó đồ rất nhiều. Cái bát biển số này nè là carbon. Hai cái đèn này á là hai cái đèn đồ chơi. Khi mọi người mở xi nhan nó cực kỳ sáng luôn ha. Nó một cái cụm nó chút xíu thôi. Nhìn nó đơn giản nhưng mà nó không hề giản đơn ha. Đẹp quá mọi người. Thật sự luôn là thiết kế của xe Ý. Mình mê Ducati mà mình nói thật sự là mình thẩm Ducati rất là nhiều. Là một trong những cái dòng xe mà những cái hãng xe mà phải gọi là làm cho mình mất ăn mất ngủ á mọi người. Cái phần đầu đèn thì sao? Cái này ở trên mạng á họ bảo á hãng người ta ví nó giống như là cái ánh mắt và cái nụ cười của Joker á mọi người trong phim Batman á ha. Mà mình thấy nó cũng giống thiệt, nhìn nó quạ quá, nó láo quá. Hồi nãy mình ngồi là mình chưa có gỡ kính ha, mình gỡ kính tạm thời nè, giờ mình ngồi cho mọi người coi. Về cái chiều cao yên á, đối với những anh em á 1m65, 1m7 trở lên nha. 1m65 thì hơi nhón xíu, 1m7 là có thể ngồi con này rồi, rất là thoải mái. Và cái thế ngồi á, mọi người thấy không, cái thế ngồi cái bình xăng á nó sẽ không quá dài, cái tay á nó cũng để vừa thôi. Còn bim đúp á thì cái thế tay của nó hơi dài chút xíu thôi, nó làm cho mình ngồi cái thế đứng vậy luôn. Sport bike mình ngồi giống như đứng vậy luôn nè mọi người ha. Ngồi rất là dễ, sẵn sàng tấn công, sẵn sàng chiến đấu ha. Đen là đẹp, cứ đen là đẹp. Và cái màu đen này cũng khá dễ lên tem. Mình rất là nhiều cái ý tưởng để làm cái tem cho con xe này. Nhưng mà trước mắt mình xin phép mình cứ để màu đen vậy đi, để mình lên sản phẩm thời gian. Những cái phần mà anode và những cái phần nhuộm đen đó, nó bị xấu, nó bị chốc, mình sẽ dặm lại cho cái xe nó thật là hoàn chỉnh ha. Phần combo Hellstar Lima, phụ Olin rồi cái thứ là nó đã quá xịn sò rồi ha. Mặc dù cái xe này trước đó nó đã thay luôn cả những cái heo billet, tay billet rồi luôn ha. Còn những cái đồ zin của hãng nó đã rainbow sẵn hết rồi mọi người. Tay côn dầu, tay thắng cũng là rainbow dầu luôn, tất tần tật rồi. Và cái đời này mọi người, cái côn nó bóp cũng khá nhẹ ha, mọi người nhìn mình bóp nè, rất là nhẹ nha.
So với những cái hai máy ngày xưa thì bắt buộc phải gắn trợ côn, phê lắm. Rồi về cái phần bảo dưỡng của cái xe Ducati thì sao nhỉ? Là những cái phần mà anh em quan tâm nhiều nhất đúng không? Dư cả tỷ mới mua xe này. Tại sao mình nói vậy? Mình đang nói sẽ mua xe cũ nha, 600 mấy triệu. Mọi người mua con này là đúng không? Mọi người phải vô đồ chơi nữa, và mọi người phải bảo dưỡng nó nữa. Thì tốt nhất là mọi người dư khoảng 1 tỷ đi. Dư 1 tỷ ra để chơi xe hãy mua con này. Còn không thì mua cái xe khoảng 200-300 thôi. Nhất là như những cái dòng xe như Honda nè, Honda, Suzuki, mọi người chơi nó sẽ ok hơn. Dư mấy trăm mình chơi mấy trăm thôi, tại vì cái mức bảo dưỡng nó không quá nhiều và đồ chơi nó cũng rất là rẻ ha. Mình nhắc lại là đồ chơi của xe Nhật nó rẻ và nó dễ mua. Đồ chơi của xe Ý và phụ tùng của xe Ý nó rất là khó mua. Và một câu chuyện rất là ít anh em để ý, đó là những cái xe như Ducati V4 này nếu mà nhập khẩu tư nhân vừa mắc mà vừa không được bảo hành hãng nữa ha. Còn đối với những cái xe mà hãng đã phân phối rồi, chẳng hạn như con Ducati Triumphator V4S này, bây giờ mọi người có bất cứ vấn đề gì mọi người vô hãng là có kỹ thuật người ta làm hết cho mọi người. Mặc dù mình có thể tốn tiền hết bảo hành, mình hết tốn tiền nha. Chứ còn ngày xưa mình chơi Ducati Triumphator 1098S đó, thì là mua nhập khẩu tư nhân và không có chỗ sửa. Đồ là mình phải tự mò, tự ngẫm nghĩnh đồ này nọ. Chứ không phải như mà cái thời gian 10 năm trước, không phải là cứ có thợ xịn sò như bây giờ đâu mọi người. Bây giờ mấy anh em kỹ thuật quá giỏi rồi, mày mò ra. Và mình có một biết một vài anh ha, ở Hồ Chí Minh và Hà Nội luôn, đi qua tất cả cái nước lân cận để hỗ trợ sửa xe cho những anh em chơi xe ở bên đó nha, và những cái gara bên đó nha. Rất là giỏi, đỉnh cao luôn. Tóm tắt sơ vậy thôi, gỡ kính ra rồi, bây giờ mời mọi người coi B-roll nha. Sẽ phải đi khám lỗ tai lại, tại vì bị ô nhiễm tiếng ồn quá nhiều rồi mọi người. Vậy nếu hôm nay trên 600 triệu mọi người có lựa chọn Ducati Triumphator cho bộ sưu tập của mình, và cũng như là một cái con xe sẽ gắn bó với mình dài lâu hay không? Những anh em đã chơi xe rồi thì cho mình một chút ý kiến về cái xe đã trải nghiệm. Những anh em chưa mua thử dòng này, có thắc mắc gì thì cứ comment bên dưới để chúng ta có thể bàn luận cũng như là hội ý với nhau ha. Mình là Vương Khang Mô Tô, hiện tại mình đang ở chi nhánh 123 Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận, ngay ngã tư Phú Nhuận luôn mọi người, rất là gần sân bay ha. Mọi người có tiện thì ghé qua đây chơi với mình. Và hiện tại mình đang rất cần mua nhiều dòng xe, từ ô tô cho tới mô tô. Mọi người có xe nào bán thì nhớ hú mình nha, mình có cà phê cho người giới thiệu. Anh em coi video này thích thì cho mình xin một like và một subscribe để kênh của chúng mình ngày làm việc càng tốt hơn nha. Cảm ơn anh em, chúc anh em sức khỏe.